À, vâng, vườn mai chích chè bông xin chào cả nhà nha. À, và hôm nay thì em cũng gần Tết rồi thì cái cây mai nhà em lại 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 lá này cho cả nhà ngắm xem hoa nha. Đây là một cái giống ở vườn mai nhà em, nó còn gọi là giống dảo lai nha. Thì hoa của nó là hình parabol ha, và đặc biệt là hoa chùm nha. Cái cánh hoa của nó là 8 đến 12 cánh. Bông thì bông chùm nha cả nhà. Một nụ nó ra chùm chùm như thế này nè. Và một cái đặc tính của cái cây dảo lai của vườn mai nhà em á, cả nhà biết sao không? Nó rất là nhanh lớn, và đặc biệt là những cái anh mà mới biết chơi mai, hoặc là những cái anh mà có những cái gốc mai mà cái phôi mai mà nó dạng như 50-50 á cả nhà. Thì chúng ta mua cái giống mai dảo lai ở vườn mai nhà em về chúng ta ghép vô thì nó cũng rất là dễ dính luôn, dễ nuôi luôn cả nhà. Bởi vì cái hoa của cái cây đặc tính của nó là nó nhanh lớn vô cùng. Em nuôi ha là nó lẹ lớn nhìn y như là thánh giống luôn vậy đó. Nhưng mà cái hoa của nó thì cũng rất là đẹp, và đặc biệt là hoa rất là thơm cả nhà. Em ngồi đây mà nghe rất là thơm luôn á. Thơm ơi là thơm luôn. Bông thì bông chùm ha, và đặc biệt là rất là dễ chăm luôn, cho nên cho những anh nào mà chúng ta mới biết chơi mai thì cũng rất là ok luôn ha. Đây đây là hoa 8 đến 12 cánh nha. Rất là đẹp, bông chùm ha. Đây. Bông chùm nha cả nhà. Hoa to bông chùm ha. Nè, một cái nụ thôi mà nó đã ra rất là nhiều nụ như thế này nè cả nhà. Chỉ có một cái nụ nhỏ như thế này ha mà nó ra được nhiều như thế này đây. Đó. Cái cánh hình của nó xếp rất là đẹp luôn cả nhà, hình parabol ha. Và đặc tính của nó thì rất là dễ chăm. Thì bên em cũng giao lưu với cả nhà một số cây giống nha. Cái đặc tính của nó là vô cùng nhanh lớn nha cả nhà. Phải nói là như thánh giống luôn và rất là dễ chăm luôn ha. Này về chúng ta ghép cho những cái cây mai si thì cũng rất là ok luôn. Đây, đây cả nhà, nhìn thấy một cái đám mai trước mặt em rất là tốt, mịt mà mịt trời luôn cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Trời ơi nó tốt rồi sao mà nó mập lù ú nu luôn. Cái đọt của nó mà nhìn cả nhà nhìn thấy nó mập nè. Mập ú luôn cả nhà. Rất là dễ chăm, rất là dễ nuôi. Đây em nhìn em giới thiệu với cả nhà nè. Nó cái chọt ghép của nó rất là mập. Cả nhà thấy không? Đó đây. Nó rất là lớn. Cái tốc độ phát triển của nó rất là nhanh lớn luôn nha. Để em đo gan cho cả nhà xem nha. Một gan, hai gan, ba gan, hơn ba gan tay của em thì tầm khoảng 6 tấc đi lên hết rồi cả nhà. Cái này thì em giao lưu với cả nhà giá 100.000 một cây ha. Nếu ai lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. À đây, được một số nụ nha cả nhà. Thì có một số cây cũng được một số nụ, cái này vừa làm giống mà vừa chơi Tết luôn á. Chơi Tết thì chắc cũng được một ít nụ cả nha. Đây, trời ơi, em lo đây cho cả nhà xem một số cây giống nha. Rất là đó. Cả nhà nhìn thấy vừa mập mà vừa lớn mà vừa khỏe nữa cả nhà. Rễ thì bên em xử lý rễ 100% ha. Cây nào cũng xử lý rễ hết trơn luôn. Cả nhà vui lòng thì mua rễ vô giúp em nha. Mua rễ giúp em ha. Rất là đẹp, rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Và rất là dễ chăm luôn. Cho nên là xin mời cả nhà hãy giao lưu cái giống mai dảo lai bên vườn mai nhà em nha. Đó. Vừa là vừa chơi Tết được một ít nụ cả nhà, và vừa làm giống, cây rất là mập, mập ú nu ú nần luôn. 6 tấc đi lên hết rồi cả nhà. Giao lưu cũng giá rất là hữu nghị luôn, chỉ có 100.000 một cây ha, bao phí vận chuyển tới nhà luôn nha. Đây, em sẽ qua đây. Đó, cả nhà nhìn cái tốc độ phát triển của cây rất là khỏe. Đó, nhìn nè. Trời em nói là không chăm gì nhiều nha, chỉ cần tưới nước thôi nó cũng lớn như thế này nè cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đây là giống dảo lai ha. Cây thì đó, cũng có một số cây có nụ nha. Cây thì rất là mập luôn. Rồi xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chích chè bông với giống mai cúc. Ủa mai dảo lai nha. 8 đến 12 cánh ha. Rồi đây. Rất là đẹp nha cả nhà. Cái hoa của nó em thấy rất là thơm. Em ngồi em nghe rất là thơm luôn á. Bông thì bông chùm. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Bông chùm, bông to. Và đặc biệt là cứ ghép vào những cái cây mai 50-50 nó cũng rất là ok luôn ha. Và tiếp tục một cái giống mai nữa bên vườn mai nhà em. Đó chính là một cái giống dảo nữa tiếp theo nha cả nhà. Đây là dảo Phú Tân. Rồi, đây, dảo Phú Tân nha. Phú Tân. Đây, em sẽ lo cho cả nhà xem ha. Đó, cây thì nhánh rất là nhiều ha. Này dảo Phú Tân thì cái đặc tính của nó như mọi người đã biết là nó rất là chịu lạnh rất là tốt luôn nha. Chịu lạnh rất là tốt, chăm rất là dễ, cây dễ rất là dễ phát triển luôn, rất là dễ nuôi. Đó, có những cây thì em cũng bấm ngọn bấm tàn ha. Thì cái lô này em bán với giá là
là 80 ngàn một cây nha. Ai lấy 3 cây cũng bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Rễ thì nói chung lô bên em thì rễ xử lý hết nha cả nhà. Đó, cái lô này thì cây rất là khỏe luôn nè. Rất là khỏe nha. Rồi giá chỉ 80 ngàn một cây thôi. Về làm giống lấy bo rồi ha. Xong rồi chúng ta trồng đất. Đặc biệt là cái mô hình trồng đất thì cũng rất là ok luôn nha. Trồng đất mà chúng ta đắp mô á cả nhà thì cây này nó rất là khỏe. Sau đó nó liền cốt 100% thì chúng ta như y như là cây zin luôn ha. Thì giáo Phú Tân hai của nó là 8 đến 12 cánh nha. Hoa rất là đẹp luôn. Đây em cho cả nhà xem ha. Đó. Đây là giáo Phú Tân nha. Rồi xin mời cả nhà hãy vào xem ủng hộ cho vườn mai của chiếc chè bông nha. Giống giảo lai. Giảo lai thì hoa rất là thơm và giảo Phú Tân nha cả nhà. Giảo lai thì giá 100 ngàn một cây, 3 cây em bao ship. Còn Phú Tân thì giá 80 ngàn thôi nha. 3 cây em cũng bao ship tới nhà luôn. Và chương trình tri ân khách hàng thì 10 cây em sẽ tặng 1 cây nha. 10 cây em sẽ tặng 1 cây. Rồi đây. Rồi xin mời cả nhà hãy vào xem. Và hãy bấm đăng ký video của em để cập nhật nhiều cái giống mai mới lạ bên vườn mai nhà em nữa nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi cho chiếc chè bông ạ. Phan nha, em đi lại cho cả nhà ngắm hoa cái nữa nha. Rồi đây, nó rất là đều nha cả nhà, không nín một nụ nào luôn nha. Nó rất là đều, hoa rất là đẹp luôn. Coi nè cả nhà, nhìn thấy rất là mê luôn á. Chùm chùm luôn nha, một nụ mà nó ra để coi em đếm nha. 2, 4, 6, 8, 9 cái nụ lớn như thế này nè. Một cái nụ nhỏ này nè cả nhà, mà nó ra 9 cái nụ lớn như thế này ha. Đây, đó. Một cái nụ nhỏ xíu vậy nè cả nhà, mà nó ra 9 nụ như vậy á. Thì bởi vậy em mới nói hoa cái này giống hoa này, em thấy nó đẹp gì đâu luôn á. Cái cánh hoa của nó xếp cũng rất là đẹp luôn nè, cánh parabon á. Rồi đây, rồi sẵn dịp giới thiệu với cả nhà luôn một cái giống mai nữa nha. Thì nãy giờ em đã giới thiệu với cả nhà vừa có đợt xanh, vừa có đợt đỏ và bây giờ tới đợt vàng đây. Đó chính là lá ngọc cành vàng nha. Thì cái lá ngọc cành vàng này vừa chơi hoa vừa chơi lá nha cả nhà. Bởi vì cái lá khi mà non á thì nó màu vàng rất là đẹp như thế này đây. Nó hãy sở hữu cho mình ha, vừa đợt vàng, vừa đợt đỏ, vừa đợt xanh nha cả nhà. Đây. Đó, như thế này thì cây lá ngọc cành vàng này em bán với giá là 70 ngàn một cây nha. 70 ngàn một cây. Ai lấy 3 cây thì em cũng bao ship phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Đó, hãy sưu tầm cho mình một bộ sưu tập nha cả nhà, vừa đợt xanh vừa đợt đỏ vừa đợt vàng nha. Lá ngọc cành vàng ha, thì giá 80 ngàn một cây nha cả nhà. Rồi. Đây nữa cả nhà ơi, đây là giống cúc bi nha. Quá trời nhiều giống luôn. Bên vườn mai nhà em thật sự là luôn cập nhật những cái giống mai mới lạ đẹp để giao lưu với cả nhà ha. Và đặc biệt là của vườn mai của nhà em là cung cấp đúng giống, chuẩn giống, bao giống 100%, cho nên cả nhà yên tâm về phần đảm bảo giống nha. Rồi em sẽ đo găng tay cho cả nhà xem đây. Hai găng tay của em ha, một găng máy hai ghe nha, cũng có được một ít nụ đây cả nhà. Thì cái lô cúc bi này em cũng bán với giá là 80 ngàn một cây nha. Nếu là ai lấy 3 cây em cũng bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Đây, cái này về chúng ta đợi cái đợt dạ xíu thì lấy bo được rồi. Đây là cúc bi ha. Cúc bi thì như mọi người đã biết là hoa chùm nha. Độ nở của nó tầm khoảng 4 đến 5 ngày luôn á. Đây là 80 ngàn một cây ha cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của chiếc chè bông nha. Rất rất là nhiều giống mai nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà.